Xin chào bác, quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Express X, mẫu xe đạp địa hình cấu hình cao, giá bán tại cửa hàng em là 9,5 triệu, trong một chiếc xe full bộ chuyển động Shimano DOG, bộ khung nhôm thương hiệu Merida, cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Và thêm bộ xe đến từ Đài Loan, không một chiếc xe thì làm từ nhôm, nên từ nhôm. Đây là Express và TB Series địa hình. Và chạy full bộ chuyển động Shimano DOG, có 10 tầng lít 3 tầng đĩa, xe 30 tốc độ khác nhau. Yên xe này, một bộ yên xe có giảm sóc, các bác di chuyển trên những con đường gập ghềnh được êm ái, êm ái hơn. Sóc phần ghi đông của chiếc xe, trang bị bộ tay bấm Shimano DOG, xăng dầu Shimano, có khóa hành trình giảm sóc trên tay lái, cực kỳ thuận lợi. Như các bác cũng đã biết thì bây giờ trên thị trường là xe đạp, tất cả xe đạp trên toàn thế giới là họ sẽ chuyển về Đài Loan và Trung Quốc sản xuất. Thương hiệu Merida này nổi lên, nó là thương hiệu đến từ Đài Loan, thương hiệu này là thương hiệu Merida là một cái thương hiệu sản xuất nội địa, sử dụng nội địa của Đài Loan. Với những cái đất nước phát triển, hầu như là những chiếc xe Merida sẽ có những cái tem đăng kiểm giống như biển số xe Đài Loan chúng ta đây. Vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống, thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Hai xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phốt các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Và 3 tầng đĩa cho xem 30 tốc độ khác nhau. Còn Shimano DOG cực kỳ mượt mà, cũng nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe đang bán bên em mức giá chỉ có là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.